Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức về tin tức showbiz trong ngày. Diễm tiết lộ nguyên tắc quan trọng trong đời sống hôn nhân với Lương Thế Thành. Nữ diễn viên tâm sự cô hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh tổ ấm nhỏ của mình. Dù bận rộn với lịch trình hoạt động nghệ thuật, song cô ưu tiên cho gia đình nhiều hơn. Mới đây, diễn viên Thúy Diễm có dịp bắt tay với nhà thiết kế Minh Châu để thực hiện bộ ảnh áo dài mới, gợi ý những mẫu đẹp cho các cô gái trong ngày trọng đại. Dù là mẹ một con nhưng khi hóa thân thành cô dâu trong bộ ảnh, nữ diễn viên ghi điểm bởi sự trẻ trung, nữ tính, đặc biệt tinh thần hạnh phúc được cô thể hiện rõ nét thông qua nụ cười. Nhà thiết kế Minh Châu cho biết rằng từng có thời gian làm việc trước đó nên anh nắm bắt được lợi thế hình thể của nữ diễn viên để lựa chọn thiết kế phù hợp nhất. Nhà thiết kế ưu tiên chọn những mẫu áo dài có màu sắc nổi bật như trắng đỏ để tôn lên sắc vóc của người mặc. Đây là hai màu sắc được nhiều cô dâu lựa chọn trong ngày trọng đại bởi nó quan niệm mang lại sự may mắn, hạnh phúc cho cuộc sống vợ chồng. Với Thúy Diễm, khi diện áo dài trắng đỏ là cách để tôn làn da trắng và gương mặt trẻ trung của cô. Điểm nhấn của những thiết kế lần này nằm ở họa tiết, thêu hoa, được Minh Châu tỉ mỉ thực hiện. Theo nhà thiết kế, ở thời điểm hiện tại, nhiều cô gái có phần e ngại với áo dài trong ngày cưới vì mẫu mã kiểu dáng. Vì vậy, anh lên ý tưởng tìm kiếm những kiểu dáng mới lạ, độc đáo để thu hút, góp phần mang áo dài đến với mọi người gần hơn. Nhà thiết kế tâm sự những họa tiết được anh lựa chọn nổi bật nhưng không diêm dúa, đặc biệt tôn lên sự nữ tính cho người mặc. Những đường may tinh tế kết hợp cùng kỹ thuật đính kết tinh tế, bàn tay điêu luyện của những người thợ thủ công lành nghề đã giúp sản phẩm trở nên bắt mắt và độc đáo hơn. Thúy Diễm tâm sự rằng cô vốn là người có niềm đam mê dành cho áo dài, nên khi nhận lời mời của nhà thiết kế Minh Châu, cô đồng ý ngay. Nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng ngoại hình thon gọn sau sinh, Thúy Diễm toát lên đúng tinh thần hạnh phúc của một cô gái, như những gì Minh Châu muốn truyền tải. Về nhà thiết kế Minh Châu, anh cho biết khi thực hiện những sản phẩm này, anh nghĩ ngay đến Thúy Diễm làm mẫu. Không bàn đến sự chuyên nghiệp, nhan sắc xinh đẹp của cô gái, mà ở thời điểm hiện tại, Thúy Diễm là một trong những diễn viên Việt sở hữu cuộc sống hạnh phúc, khiến tôi và nhiều người khác ghen tị. Bản thân tôi nghĩ rằng, nụ cười của một cô gái có cuộc sống hôn nhân trọn vẹn là chất liệu cần thiết cho những mẫu áo dài của tôi. Về phía Thúy Diễm, nữ diễn viên tâm sự cô hài lòng với cuộc sống hiện tại bên cạnh tổ ấm nhỏ của mình. Dù bận rộn với lịch trình hoạt động nghệ thuật, song cô ưu tiên cho gia đình nhiều hơn, đặc biệt khi con ở giai đoạn phát triển. Nữ diễn viên khẳng định cô không vì tiền mà bỏ bê con cái. Điều tôi thấy may mắn là có Lương Thế Thành đồng hành, ủng hộ trong mọi dự án. Làm việc gì tôi cũng hỏi anh Thành và ngược lại. Một trong những nguyên tắc của cả hai trong đời sống hôn nhân chính là tôn trọng công việc của nhau, nhưng phải biết san sẻ việc nhà. Từ đó, giúp hiểu nhau hơn, tình cảm gia đình thêm bền chặt, cô nói. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ, xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.